Hello mọi người, mình là Raymond, chuyên viên bất động sản Adelaide Nam Úc. Thì hôm nay mình đang có mặt ở khu Murray Bridge nha các bạn. Nếu mà các bạn nào đã từng đi tới Harbour Town thì các bạn sẽ biết khu này. Thì nó sẽ nằm ở giữa Victor Harbour với lại Handorf. Handorf là một cái town của người Đức. Thì nếu như các bạn từ City, các bạn đi đường Southern Expressway đó, thì các bạn sẽ tới Handorf trước. Rồi sau Handorf các bạn sẽ tới Mount Barker. Rồi các bạn sau đó sẽ tới Monastery Zoo, là đó là một cái sở thú lớn ở bang Nam Úc mình. Còn sau đó sẽ tới Murray Bridge ở Victor Harbour. Thì khách của mình hiện đang bán một căn nhà ở khu Murray Bridge. Thì hôm nay mình có hẹn với professional photographer đó để chụp hình, rồi sẽ đưa cái căn nhà lên mạng vào tuần tới. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cái căn nhà này tới cho cộng đồng của mình biết trước đó. Thì tại mình nghĩ đây là một cái cơ hội đáng để đầu tư cho cộng đồng của mình. Thì cái khu Murray Bridge thì các bạn, nếu các bạn đang kiếm nhà đầu tư đó, thì bây giờ gần City hay là cái khu phía Bắc đi, khu North đi, ví dụ như là Elizabeth đi, thì bây giờ mình thấy cái giá nó lên tới đỉnh rồi, nó không đáng để đầu tư nữa. Tại bây giờ ở khu Elizabeth đó, nếu mà đất rộng từ 600 tới 650 mét vuông đi các bạn, mà nhà cũ nha, năm 1960 mấy, 1970 mấy, 3 phòng, thì hả, người ta bán tháo bán vội, người ta làm cho đẹp lại, ta bán hả, nó cũng từ hả 470 cho tới 500 rồi. Cái giá đó mình nghĩ nó cao rồi, mà các bạn cho thuê cũng chưa chắc được hơn 500 một tuần. Thì mình nghĩ cái khu Murray Bridge này đó, với cái giá trị đất của nó tại đất lớn các bạn, hơn 1900 mét vuông lận, thì hả, nó sẽ đáng để đầu tư hơn cho mọi người đó. Rồi thêm cái nữa là ở khu này nó có đầy đủ hết mọi phương tiện, rồi shop gì đầy đủ hết, rồi cũng có shop nail của người Việt ở đây nha các bạn. Còn có thêm farm nấm nữa, farm nấm người Việt mình làm cũng nhiều lắm. Thì hả, nếu các bạn nào mà muốn mua cái căn nhà này để đầu tư cho thuê á, thì hả, rất là dễ dàng luôn, không có khó khăn gì nha các bạn đó. Thì ok, để mình dẫn các bạn đi tham quan cái căn nhà đó nha. Ok mọi người, thì đây là căn nhà khách mình đang bán ở khu Murray Bridge nha các bạn. Đây là mặt tiền của căn nhà nè. Thì nó nằm ngay trên cái đường chính Adelaide Road luôn. Nên các bạn đi thẳng ra đó là sẽ nhiều dãy shop ở đằng đó. Thì bây giờ cái mặt tiền là tính đất là từ cái góc nhà bên kia nha các bạn. Đó là đi dài xuống ngay dưới cái hòm thư màu xanh dương ở đây luôn nè các bạn. Thì cái căn nhà này nó nằm ở ngay cái corner luôn. Nó là corner allotment luôn. Thấy cái mặt tiền là dài, ở là dài luôn, diện tích đất là hơn 1900 mét vuông nha các bạn. Rồi cái này mà các bạn có thể subdivide được cái miếng đất này để xây hai căn nhà luôn nha. Đó, đây là cái corner block như vậy. Cái này cái phần bên hông nè. Đó, cái mailbox màu xanh dương quá nổi luôn. Thì người ta không có, nhà này không có cái cửa garage nhưng mà có cái carport như vậy. Đậu xe cũng. Đó. Để các bạn thấy cái sân ở ngoài thì nó ok. Sạch sẽ. Để mình đi. Để mình quay gần lại cái phần trước cho các bạn coi. Ở bên đây có cái đường đi nè mọi người ha. Rồi đi vô các bạn, bên hông có hai cái cửa luôn để đi ra đằng sau nè mọi người. Đó, một cửa, hai cửa. Cửa làm giống kiểu mấy cái phim Táo Quân đó mọi người. Đó, thì đất là hơn 1900 mét vuông, rất là rộng luôn. Cái này là cửa chính đi vô nhà nè mọi người. Cửa ra vào nè, cửa bảo vệ nha các bạn. Thì đây là cái hallway của căn nhà. Cái phần bên trái đây á thì là sẽ là
hai cái phòng ngủ, còn cái góc bên đây, cái phương đây là cái phòng phòng khách lớn luôn nè mọi người. Đó, để mình quay chậm cho các bạn. Phòng khách rất là bự luôn nha mọi người. Thì ở ngay đây đó thì là cái phòng thứ tư, cũng rất là bự luôn nha mọi người. Đó, có cửa kéo đi ra phía sau luôn. Đây sẽ là phòng ngủ thứ tư nha mọi người. Thì mình đi quay lại cái hành lang nào. Từ đây đó thì là vô đây sẽ là cái phòng bếp, phòng ăn ở đây nè. Đó, phòng bếp là bảo đảm các bạn nào mà hay nấu nướng là thích luôn, rất là rộng, quá nhiều, rất là nhiều tủ bếp luôn. Đó, ok, bây giờ mình đi vô trong cái phòng ngủ nha. Nè, hôm nay đây có nhiều storage luôn nè các bạn, rất là nhiều luôn. Các bạn thấy đó, quá trời storage luôn. Đó. Còn bên đây sẽ là đi vô ba cái phòng ngủ còn lại. Bên đây là cái phòng ngủ đầu tiên nè mọi người. Đó, có tủ âm luôn. Có máy lạnh ducted evaporated cooling. Ok, còn bên đây là cái phòng ngủ thứ hai, cũng có tủ âm luôn nha mọi người. Còn đây sẽ là cái master bedroom ensuite. Đó, cái kiểu nó dạng classic của mọi người. Không biết các bạn thích không chứ mình thích cái kiểu này lắm. Bây giờ người ta đâu có xây dạng này nữa đâu. Cái góc bên đây sẽ là tủ âm nha mọi người. Đó, hai bên luôn. Tủ âm cao. Trần này là 27-3 mét đó mọi người. Đó, hai cái tủ âm. Còn bên đây sẽ là ensuite. Thì là cái căn nhà này là có tổng cộng là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Diện tích đất là hơn 1.900 m². Còn bên đây sẽ là cái phòng tắm chính, cái toilet riêng nè mọi người. Bên đây sẽ là phòng tắm. Nói chung là nhà rất là chắc chắn, người ta giữ rất là sạch sẽ, gọn gàng nha mọi người. Bên đây là phòng giặt. Rất là rộng luôn. Cũng có quá trời tủ đựng luôn nè mọi người. Đó. Vậy là sẽ có cái cửa để đi ra đằng sau vườn ha. Rồi để mình đi lại cái căn nhà luôn cho các bạn. Rồi mình sẽ đi ra đằng sau. Đằng sau thì ở rất là rộng luôn. Thì đằng sau thì cũng có cái veranda cho mọi người. Các bạn thấy đi, rất là rộng. Còn quá trời đất ở đây luôn. Giống như cái khu vui chơi, khu du lịch luôn các bạn. Nhìn là có cái chòi kìa. Đó, sáng sớm mà đó ngồi uống cà phê. Tối ngồi uống cà phê cũng được.
Ở đây có đà điểu luôn nè mọi người. Thêm nữa trong đây có nguyên một cái xếp bự luôn. Đầy đủ dụng cụ. Để mình đi ra cái góc bên đây cho mọi người coi. Đây là mấy cái lồng hồi đó người ta có nuôi cái gì đó mà bây giờ nó trống hết rồi mọi người. Không có cái gì trong đó hết. Các bạn nào mua muốn muốn nuôi con, mua gà hay gì cũng cũng được luôn nha. Đó, ở đây có thêm một cái trò nữa nè các bạn thấy không? Căn nhà này người ta làm, người ta thư giãn, hưởng thụ cuộc sống. Đó, sáng sớm hay là tối ra đây ngồi chơi vui luôn. Rồi giờ mình đi qua cái góc bên kia. Bên góc bên kia là có cái veranda. Cái cửa thông ra cái garage nữa mọi người. Đó. Đây cái cửa này đi ra cái garage. Đưa ra cái chỗ đầu xe ở ngoài bên đây nè mọi người. Thì mình thấy ở đây đất, căn nhà này đất rộng nhưng mà các bạn không có cần phải làm maintenance gì nhiều đâu. Tại người ta lát hết gạch rồi. Đấy, các bạn thấy đi. Cái này giống như cái khu du lịch vậy đó. Giống như cái nhà mà ở mấy cái resort đó. Mọi người thấy không? Cái này mà các bạn nào mà ở đây đó, tối cuối tuần tổ chức tiệc tùng bạn bè tới dư sức luôn. Ăn chơi thoải mái luôn nè mọi người. Này giống như Bali hay là bên Thái Lan hả mọi người. Kiểu cái kiểu design đó. Giống giống như đi vô mê cung luôn á. Đó. Đó. Đó ok mọi người, thì căn nhà này là ở Murray Bridge nha mọi người. Thì mình sẽ bỏ lên mạng cho tuần sau. Nếu mà các bạn nào cộng đồng, trong cộng đồng của mình mà họ đang kiếm nhà đầu tư đó, thì mình thấy cái căn này rất là đáng để đầu tư luôn nha. Thì nếu các bạn mà interested in cái căn nhà này đó thì họ liên lạc với Raymond ha. Số điện thoại là 04300 35933. Xin cảm ơn các bạn nhiều.